Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc chính là tiền đề để một đứa trẻ hạnh phúc và thành công. Hiện nay thì có rất nhiều các bạn cũng đã nhận thức được điều này, nhưng mà chúng ta vẫn quan trọng những các cái điểm số rồi những cái thành tích học tập của con. Học để giúp trẻ có cái tư duy tốt hơn, đó là rèn luyện IQ. Nhưng cái trí tuệ cảm xúc ấy nó còn quan trọng hơn, tức là mình rèn để cho bé thể hiện được cảm xúc của trẻ, bé chấp nhận cảm xúc của trẻ, và từ đó trẻ sẽ hình thành được những cái thói quen tốt và nó hỗ trợ cho cái quá trình phát triển sau này hơn. Thì theo nghiên cứu ấy, thì những người mà có cái trí tuệ cảm xúc tốt thì thường có đời sống về mặt xã hội nó cân bằng hơn. Thì chúng ta phải nghĩ em, hạnh phúc là gì? Nó chính là sự cân bằng trong cuộc sống. Nó không phải là mình có nhiều tiền, nó không phải là mình có một công việc đáng mơ ước, hay là mình có cái gì đó, đúng không? Sự cân bằng trong cuộc sống nó là cực kỳ quan trọng. Đấy. Thì đến cái thời điểm này thì bạn có thể nói với các bạn điều đó. Hạnh phúc chính là sự cân bằng trong cuộc sống. Thì những em bé mà có cái trí tuệ cảm xúc tốt, tức là bộc lộ cảm xúc đúng với tình huống, đúng với hiện tượng và chấp nhận những cảm xúc đó, thì bé sẽ luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc, cảm thấy tự tin và phát triển cân bằng và vượt trội hơn những em bé khác. Đấy là những nghiên cứu lớn trên thế giới họ chỉ ra được đấy. Ví dụ như này, ngay khi đúng không? Ngay khi còn nhỏ nhé, cái sức khỏe, cái cảm xúc của chúng ta ấy, nó sẽ tác động lên mọi khía cạnh cuộc sống, đồng ý không ạ? Ví dụ như sức khỏe tinh thần, hạnh phúc về mặt thể chất, rồi lòng tự tin và lòng tự trọng, rồi cách giao tiếp với mọi người và ứng xử với các cái tình huống xung quanh, rồi ý thức trách nhiệm công việc. Đôi khi nói rồi, không quan trọng là trình độ mà là thái độ. Thì đó là tất cả những cái tiền đề quan trọng để trở nên hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống. Thì trí tuệ cảm xúc ấy là đôi khi còn được gọi là cái sự nhận biết về cảm xúc. Thì là khả năng nhận biết và kiểm soát cảm xúc của mình, cũng như thấu hiểu và đáp ứng cái cảm xúc của người khác, tức là mình ghi nhận cảm xúc của người khác. Cho nên với bố mẹ thì mình cần làm gì ạ? Ghi nhận cảm xúc của con. Và mọi đứa trẻ khi mới sinh ra ấy, nó đã đều có năng lực về trí tuệ cảm xúc. Chúng ta thường biết rằng nó không hiểu đâu, nó không biết đâu, và chúng ta phủ nhận cái điều đó. Nó vô cùng nguy hại đối với cái sự phát triển về trí tuệ, về cảm xúc của trẻ sau này. Bố mẹ là người thầy đầu tiên của đời con, nhớ nhé. Bố mẹ chính là điểm xuất phát của con. Bố mẹ có tư tưởng như nào thì con sẽ có tư tưởng như vậy. Bố mẹ tạo ra môi trường như nào thì sẽ tạo ra được con như vậy, 100% luôn. Đấy. Những cái tiêu chí mà chúng ta có thể dẫn dắt trẻ để rèn luyện cứu trẻ. Thứ nhất là chúng ta để trẻ ý thức về cái khả năng của mình. Hãy giúp con tự tin, khen, chê, nó phải đúng cách. Đừng bảo ô con mẹ xinh quá, con mẹ giỏi quá, xong rồi vỗ tay, đúng không? Đúng không? Điều đó khiến trẻ tạo ra cái việc là gì? Bé nó tự tin quá mức. Và khi mà trẻ nó làm cái việc gì đó là nó phải cần sự công nhận rất là mạnh từ gia đình, đúng không? Khen nhiều quá. Chúng ta không khen vào cái việc mà con làm, đúng không? Chúng ta hãy khen vào quá trình, vào cái động lực giúp bé tích cực hơn. Ví dụ, con đã nhường đồ chơi cho em, đúng không? Và em rất là vui. Mình khen cái nỗ lực của bé đã hoàn thành công việc. Bạn nhớ một điều tiền, hoàn thành hơn hoàn hảo. Và hãy động viên con, khích lệ con, đúng không ạ? Đấy. Cũng đừng có chê quá mức. Cái việc chê này nhá, thì bác đặt chứng kiến rất là nhiều. Nhồi nhét vào mình những cái tư tưởng tự ti về bản thân ngay từ khi còn nhỏ, trong giai đoạn phát triển. Đấy. Và tự tin thì khiến bé sẽ sống khép kín hơn và bỏ lỡ nhiều cái điều tốt trong cuộc sống. Đấy là cái điều nhất nhá. Cái thứ hai là cái động lực phấn đấu. Thì hãy để con có ước mơ. Dưới 5 tuổi thì mỗi ngày con lại ước lớn lên là 1.000 người khác, đúng không? Con làm bác sĩ, con làm lái xe, con làm chú cảnh sát, con làm chú bộ đội. Rồi lúc xem phim vẫn đấy, nó tìm bé đó. Cái sự thay đổi nó thường xuyên.
Và chúng ta hãy động viên con kể cái chuyện liên quan đến cái ước mơ của con, đúng không ạ? Và cho con biết là gì ạ? Con cần làm gì để đạt ước mơ đó. Thứ ba là phải kiên trì. Đấy, bắt đầu nói rồi, đây nó phải diễn ra sự thay đổi từ bên trong của các bạn. Nó không phải là một sớm một chiều, nó thay đổi từ hàng ngày trong cuộc sống của bạn. Nó giống như một thói quen của các bạn vậy, đúng không ạ? Hành vi gây thói quen, đúng không? Thói quen gây tạo nên gì ạ? Tạo nên cuộc đời, đúng không ạ? Đấy. Cho nên đây là tiêu chí cực kỳ quan trọng. Kiên trì, làm gì cũng sẽ thành công. Các bạn có thể luyện tính kiên trì của trẻ qua việc cùng chơi với trẻ. Ví dụ chơi xếp hình, nặn tượng, xếp Lego. Xếp Lego là một công việc đòi hỏi tỉ mỉ và kiên trì. Và khích lệ bé mỗi ngày khi bé hoàn thành. Và thứ tư là khả năng kiềm chế. Đây là vấn đề rất quan trọng này. Có rất nhiều bạn bảo anh Đạt ơi, bé nhà em nó cứ đánh ông đánh bà, đúng không ạ? Đánh và giằng khóc, không được thì dãy giụa ra, ăn vạ, lăn lộn ra, đúng không ạ? Thì chúng ta phải hiểu rằng gì ạ? Chúng ta phải ghi nhận cái cảm xúc đó. Đây là điều bình thường của những đứa trẻ nó đang lớn. Nó phản ứng như vậy là hoàn toàn bình thường. Nhưng mà mình phải ghi nhận và giải thích cho con. Mình giải thích ở đây nha, là phải kiên quyết, mềm mỏng, thấu hiểu. Giải thích là tại sao con như thế, cái này là cái gì. Nhưng mà mình phải không thỏa hiệp với con mình. Mình thấu hiểu, nhưng mà mình phải rất là nghiêm khắc. Được chưa? Và muốn con trẻ có khả năng kiềm chế thì chính chúng ta, bố mẹ và các thành viên gia đình phải kiềm chế để làm gương. Hơi thì chúng ta mắng nhau, hơi thì chúng ta chửi nhau, hơi thì chúng ta quát, chúng ta áp đặt trẻ, chúng ta phủ nhận cảm xúc của trẻ. Điều đó rất là tác hại. Được chưa? Đấy là phải lưu ý nhá. Nên là cái việc mà khả năng kiềm chế của ba mẹ nó vô cùng quan trọng để rèn con. Được thứ năm, đó là khả năng điều chỉnh cảm xúc. Đấy, người lớn cần phải điều chỉnh cảm xúc khi dạy dỗ bé. Khi con hư hỏng nghịch phá mà người lớn thì quá giận dữ, quát tháo, có người lại mềm mỏng chiều theo ý con cái quá mực, đúng không? Đôi khi bé đánh cái ôi vỗ tay bé giỏi quá, không được. Đấy, thứ ba là lòng thấu cảm của trẻ em, cụ thể là lòng nhân ái này, biết chia sẻ giúp đỡ bạn bè. Đấy, và cha mẹ nên phát huy cái điều này. Đấy, rồi thứ bảy là tinh thần lạc quan. Nếu cha mẹ luôn rên rỉ và cha mẹ luôn stress rồi luôn đổ lỗi rồi luôn kêu ca, bạn nghĩ xem đứa trẻ đó sẽ trở thành đứa trẻ kêu ca hay trách móc và hay rên rỉ hay phàn nàn. Cho nên chúng ta phải rất hết lưu ý, ba mẹ rất quan trọng, môi trường rất quan trọng, tạo ra cái năng lượng của gia đình vô cùng quan trọng. Thì đấy là 7 cái điều mà chúng ta cũng có thể nghiên cứu thêm. Đây bọn Đạt chỉ gợi ý cho chúng ta thôi. Đây là vấn đề hết sức là phức tạp, mình cần phải tìm hiểu một cách nghiêm túc. Có phần nào đó mà các bạn muốn chia sẻ thêm về phần này, có thể comment dưới video. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái điều tốt đẹp nhất để nuôi dạy con tốt hơn. Đừng quên subscribe kênh YouTube của bọn Đạt, trên kênh có khoảng 1.000 video. Đó là các phác đồ, các hướng dẫn mà bác Đạt đã hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ Việt Nam nuôi con tốt hơn và khỏe mạnh hơn. Chào các bạn.